hello mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một cái video về hái cái trái đậu rồng và hái cái rau lan ha. Hôm nay là sáng rồi, bây giờ là chuẩn bị tới giờ cơm rồi, mình hái rồi xong rồi mình sẽ ăn cơm luôn. Rồi, đây là cái cây đậu rồng. Đây là cái dây đậu rồng rồi, đây là hoa đậu rồng nè các bạn. Đây là hoa đậu rồng ha. Rồi cái dây của nó thì nằm ở phía dưới đó. Các bạn thấy chưa, cái dây đậu rồng. Dưới cái dây đậu rồng là có rất là nhiều con ốc và nó đã ăn hết mấy cái hoa hướng dương của mình. Rồi, bây giờ đây là trái đậu rồng nè các bạn. Đây là trái đậu rồng. Trái đậu rồng nó kèm với hoa nè. Giờ mình sẽ bẻ ha. Vậy là mình mới vừa hái được một cái trái đậu rồng, mình sẽ hái tiếp tục. Rất là nhiều trái ở đây luôn ha. Hai trái. Đậu rồng này mình chấm với thịt hay là cá kho nó rất là ngon ha. Chút nữa mình sẽ chấm với thịt kho. Em mình không biết là có biết ăn gì không? Quá Hướng Dương biết ăn này không cưng? Biết. Quá Hướng Dương biết ăn. Như vậy thì mình đã hái được 5 trái rồi. Sẽ bỏ vào đây nè, mình hái tiếp. Cái này nó ở trên cao quá. Lấy cái ghế ra bắt. Sao cứ thể bậy hoài vậy? Đó. Quay cái. Còn ở đâu hả? Mình phải ấy á. Mình phải bẻ hết, không thôi là nó già là mình không có. Ở trên còn quá trời. Còn cái trái đó mình không có bẻ được. Rồi bây giờ mình đi qua bên đây thử coi. Đậu rồng nè, ăn. Chút xíu nữa đạp cái cây của mình rồi. Đạp cái mặt em. Rồi đây. Có, tại vì nó cũng là màu xanh nữa cho nên có thể là nó sẽ ẩn ở trong lá, mình không nhìn thấy được á. Ô mình vừa bẻ luôn cái hoa rồi. Một cái hoa như thế này nó có thể ra được một trái đậu rồng đó. Hồi nãy mới thấy một trái nữa đâu rồi. Đây. Đậu rồng này là do cha của mình trồng chứ không phải mình ha, mình chỉ hái thôi. Ê ngã hai ơi. Đó các bạn thấy rất là nhiều ha. Rồi mình đi qua đây hết rồi đó. Nhưng mà có thể là sáng mai nó sẽ có nữa đó. Đây. Rất là nhiều trái đậu rồng luôn. Và có một trái là mình vừa bẻ luôn cái hoa của nó. Để mình đếm coi là mấy trái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 trái. Bao nhiêu đây ra ngoài thị trường mình mua thì chắc có thể là 10 mấy ngàn đó. Nhưng mà nó không có tươi như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi hái cái đọt lan để mà chúng ta luộc ăn ha mọi người. Mọi người có thể nhìn lại trời, ở đó rất là nhiều hoa đậu rồng luôn. Hoa rất là nhiều. Đây là đậu lan. Luộc ăn thì rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những cái người phụ nữ mà người ta mới vừa có em bé đó, thì ăn đậu lan nó sẽ có rất là nhiều sữa. Mình chỉ cần hái là mình đủ ăn thôi. Đọt lan thì nó ra hoài à. Mình chỉ cần hái cái phần đọt non của nó thôi. Rồi sau đó mình vào mình rửa sạch thì mình luộc. Hôm bữa mình hái một lần rồi cho nên là nó cũng hết. Mình nên là mình chỉ ăn những cái phần non thôi thì nó sẽ ngon miệng hơn. Đó.
bây giờ ở ngoài đó có rất là nhiều nhưng mà nắng quá. Đọt lan thì rất là tốt. Mình vừa có thể ăn cái lá, còn ở phía dưới đó thì sau một khoảng thời gian mình sẽ thu hoạch được cái củ. Hôm bữa em gái của mình nó có nhổ lên là có củ rồi đó. Hôm nay chắc là có củ nhiều hơn rồi. À, lúc đó cứ nhổ là nó còn nhỏ xíu rồi, phải không Quỳnh? Hình như vậy. Mà bây giờ chắc là có củ nhiều rồi đó. Khoai hả? Ừ. Hôm bữa là nó có mấy dây mà cứ nhổ lên là nó có củ rồi. Rồi khoai đâu? Khoai nằm ở phía dưới nè. Mình chỉ bẻ những cái lá non thôi ha các mọi người. Đó. Như đó là mình đổ buổi sáng rồi đó mọi người. Qua bên đây nắng quá. Đây là xả, xả này thì mình họ kho đồ ăn mình bẻ vào nó rất là ngon. Nhưng mà hôm nay không có nấu món gì có xả hết. Vâng. Ôi mình sẽ bẻ nhanh nhanh lên. Nắng lên tới. Ở trong đây nó rất là non luôn. Ra mặt đỏ chót nè. Ờ như vậy là mình vừa hái xong đậu rồng nè, rồi hái xong cái đọt lan nữa. Chắc là mình còn phải có thêm vài cọng đọt lan nữa mới đủ cho ở nhà ăn quá. Phải ở đây còn nè. Mình ra phía đó quay lại đi. À đây đây là. Bao nhiêu đây là đã đủ cho nhà mình vào một buổi sáng rồi. À, ăn rau rất là nhiều thì nó sẽ rất là tốt cho mình. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi vào nhà để mình rửa rau nhé. Chưa cạo luôn á.